Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin rùng rợn lời cuối cùng của 39 người trong xe đông lạnh tại Anh. Tuần đây, anh xin lỗi, anh không chăm sóc mẹ con em được nữa. Anh xin lỗi, anh không thể thở được. Tất cả là lỗi của anh phải đi rồi. Đó là những lời cuối cùng mà anh Nguyễn Thọ Tuân ở Nghệ An nhắn gửi đến vợ con trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Đây là hình ảnh các thi thể được phát hiện trong thùng xe container khi cảnh sát và lực lượng pháp y kiểm tra chiếc xe container tại khu công nghiệp ở thị trấn Grays, hạt Essex, đông nam nước Anh vào hôm 23 tháng 10 năm 2019. Tuân và 38 người khác, trong đó có những người chỉ mới 15 tuổi, đã vĩnh viễn không được thấy mặt trời xứ Anh và chút hơi thở cuối cùng trong thùng container từ Bỉ sang Anh. Phiên tòa xét xử những kẻ tham gia đường dây đưa 39 người Việt Nam trái phép vào Anh đã bắt đầu từ hôm 7 tháng 10 và dự kiến sẽ kéo dài khoảng 6 tuần. Trong phiên tòa vào ngày 9 tháng 10, các bồi thẩm viên Anh đã được cho nghe những lời trăng trối của nạn nhân. Công tố viên tại phiên tòa nhận định 39 người trong container có thể đã chết vì sự tham lam của những kẻ tổ chức đường dây khi nhồi nhét hai chuyến xe tải lại thành một. Thi thể của các nạn nhân được tìm thấy trong container ở hạt Essex, đông nam nước Anh vào ngày 23 tháng 10 năm 2019 sau chuyến đi từ cảng Zeebrugge ở Bỉ. Thùng container sau đó được chở tới Poofleet, nơi người ta phát hiện các thi thể. Khoảng 19 giờ vào ngày 22 tháng 10, gần 5 tiếng trước khi container cập cảng Anh, Nguyễn Đình Lượng, 20 tuổi, đã cố gắng gọi vào đường dây khẩn cấp 133, có thể là 113 của Việt Nam nhưng không thành. Theo phía công tố, do ở trong container nên những người ở bên trong không nhận được sóng điện thoại, hệ thống làm mát cũng bị tắt. 19 giờ 37 phút, Nguyễn Thọ Tuân, 37 tuổi, đã ghi âm những lời trăng trối bằng tiếng Việt gửi đến vợ con như sau. Tuân đây, anh xin lỗi, anh không chăm sóc mẹ con em được nữa. Anh xin lỗi, anh không thể thở được. Anh phải đi rồi, mẹ con em phải sống cho thật tốt nhé. Trong một đoạn ghi âm khác, lúc 20 giờ 2 phút, có thể nghe thấy một giọng khác đang nói như sau. Không thở được, tất cả là lỗi của tôi. Một giọng nói vang lên trong thùng container. Thùng container cập cảng của Anh quá nửa đêm và tiếp tục bị niêm phong trong ít nhất 12 tiếng, khiến nhiệt độ bên trong tăng lên quá sức chịu đựng. Đây là hình ảnh hầu hết các nạn nhân là người Nghệ An, Hà Tĩnh và đều rất trẻ. Một chuyên gia pháp y tính toán rằng sẽ mất khoảng 9 tiếng để không khí bên trong biến thành loại khí, con người không thể thở được. Cái chết sẽ đến ngay sau đó. Hãng thông tấn AFP đã trích lời pháp y nói như vậy. Theo công tố viên Bill Emley, ông chủ công ty sở hữu container là Rohan Hooker đã chỉ đạo tài xế Marcus Robinson cho họ không khí nhanh chóng nhưng đừng để cho họ ra ngoài. Sau khi nhận container ở Poofleet, các cảnh quay từ camera an ninh cho thấy Robinson đã dừng xe sau khi nhận hàng, đi về phía sau và mở nhẹ cửa. Anh ta lùi lại một bước và đứng chết chân trong khoảng 90 giây trước khi đi trở lại đầu xe. Robinson đã gọi cho Hawkins và sau đó là đường dây khẩn cấp 999 của Vương quốc Anh để thông báo về những thi thể bên trong. Robinson và Hawkins đã nhận tội ngộ sát và buôn người. Emon Harrison, 23 tuổi, người được cho là đã điều khiển chiếc xe tải đến Zeebrugge và Kevin Nika, 43 tuổi, đều phủ nhận 39 tội danh ngộ sát. Valentin Kota, 37 tuổi, và Kentucky, 24 tuổi, không nhận tội buôn người, theo hãng tin AFP chia sẻ. Bị cáo Nika nhận tội và thừa nhận tham gia hoạt động tổ chức nhập cư trái phép, nhưng phủ nhận các tội danh giết người. Phiên tòa xét xử các bị cáo buôn người và đưa người nhập cư lậu làm chết 39 công dân Việt Nam bắt đầu hôm 7 tháng 10 năm 2020 ở Old Byland, London, Anh Quốc. Tài xế xe tải Ephon Harrison và Naika bị xử tội ngộ sát và tham gia băng đảng buôn người. Hai bị cáo khác là lái xe Christopher và Valentin cũng như vậy. Đây là hình ảnh các tấm hình vẽ các bị cáo Kelky Knight áo màu xanh và Harrison áo màu đen tại tòa án ở Old Byland, London. Đến ngày 8 tháng 10 năm 2020, báo chí Anh cho hay Nike đã nhận một phần trong số tội danh. Thẩm phán Bill Johnson đã nói với bồi thẩm đoàn rằng có một sự thật buồn không tránh khỏi
là có những người muốn bằng mọi giá tìm đường vào Anh để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ phải trả tiền, có trường hợp lên đến 10.000 bảng Anh mỗi người để vào thùng xe biệt kín, ngồi chung với nhiều người khác, đi nhiều giờ liền, không có lối thoát hiểm, không liên lạc được với thế giới bên ngoài và chuyến đi luôn đầy trắc trở. Vị thẩm phán cho biết trong phiên tòa dự kiến kéo dài trên 50 ngày. Bản trình bày trước tòa cho hay những người này đã bị nhốt trong thùng xe ít nhất 12 tiếng và nhiệt độ có lúc lên tới 38,5 độ C. Khi xe đến thị trấn Buffalo thuộc vùng Essex vào ngày 23 tháng 10 năm 2019, người ta mở cửa container và phát hiện tất cả đều đã chết. Các nạn nhân có độ tuổi từ 15 đến 44 và là những người vợ, người chồng, người mẹ, người con. Thẩm phán Jones đã nói như vậy. Báo Anh và đài BBC đã nhắc lại tên tuổi của các nạn nhân vụ 39 người tử thi. Trong quá trình di chuyển, một nạn nhân tên là cô Phạm Thị Ngọc Oanh, 24 tuổi, tìm cách nhắn tin cầu cứu. Tuy nhiên, bên trong không có tín hiệu, do đó họ không thể gọi ra ngoài để cầu cứu hoặc cảnh cáo. Nhưng, một cách tự nhiên, trong cơn tuyệt vọng, họ đã tìm cách nhắn tin. Ông Emily Jones đã trình bày như vậy. Khi container tới nơi vào nửa đêm vào ngày 23 tháng 10 năm 2019, một tài xế khác là Maury Robinson tới nhận. Lúc này thì ít nhất 12 giờ đã trôi qua kể từ khi có một lượng dưỡng khí có ý nghĩa được đưa vào container. Đây là hình ảnh người Anh thắp nến tưởng niệm 39 nạn nhân chết ngạt trong container ở Anh. Khi đó, Robinson nhận được tin nhắn của ông chủ với nội dung nhanh chóng cho không khí vào nhưng không để họ ra ngoài. Lời khai được trình bày trước tòa cho biết. Những gì ông ta nhìn thấy sau đó chắc chắn đã khiến ông ta hoảng sợ. Thẩm phán Johnson đã nói như vậy. Đối với 39 người đàn ông và phụ nữ này, chiếc xe tải đã trở thành nấm mồ. Nigel, 43 tuổi, là cư dân ở Essex thừa nhận đã tham gia tổ chức đưa người nhập cư trái phép vào Anh trong thời gian từ mùng 1 tháng 5 năm 2018 cho đến ngày 24 tháng 10 năm 2019, ngay sau khi xảy ra vụ 39 người Việt tử vong. Tuy nhiên, người này cùng với tài xế Harrison, 23 tuổi, đến từ Bắc Ireland đã phủ nhận hành vi giết người. Harrison và Kennedy cũng đã phủ nhận việc tham gia hoạt động tổ chức người nhập cư trái phép. Cũng theo các nội dung được trình bày trong phiên tòa, đầu tháng 10 năm 2019, các bị cáo đã thực hiện việc đưa người nhập cư trái phép vào Anh, nhưng bị phát hiện và nhà chức trách đã câu lưu khoảng 20 người Việt Nam. Trong vụ này, có 2 người thoát ra được, sau đó cùng tham gia chuyến đi định mệnh và đã chết trong container nói trên. Cô Phạm Thị Ngọc Oanh, 28 tuổi, cư dân ở Nghệ An, đã tử nạn trong thùng xe mà không gửi được lời tuyệt mệnh cho gia đình. Phiên xét xử vụ án 39 người Việt Nam chết trong xe container hồi năm ngoái diễn ra ở tòa án Bailen, London vào hôm 9 tháng 10. Trong đó, công tố viên đã công bố chi tiết những giây phút cuối cùng và lời tranh chối của các nạn nhân. Họ cho rằng những kẻ tổ chức buôn người đã nhồi nhét gấp đôi số nạn nhân vào một container để thỏa mãn lòng tham, với mỗi người phải trả trước 10.000 bảng Anh tiền phí. Nhiệt độ bên trong container sau đó nhanh chóng tăng lên và lượng oxy trở nên cạn kiệt trên đường họ vượt biển từ Bỉ sang Anh. Một số nạn nhân đã cố dùng thanh kim loại phá cửa container nhưng không thành công. Không có cách nào thoát ra ngoài và không ai nghe thấy tiếng họ, không ai giúp đỡ họ. Công tố viên William Embley đã nói tại tòa trong ngày xét xử thứ ba như vậy. Đây là hình ảnh một lán trại ở giữa rừng khu vực châu Âu tại Pháp. Người Rơm là một từ cay đắng, chứa chất cả máu, nước mắt và vô vàn những khó khăn, gian nan, tủi nhục, không dễ nói thành lời mà cộng đồng người Việt Nam ở Anh dùng để nhắc những người nhập cư bất hợp pháp. Vì sao lại là người Rơm? Vì một khi bước vào con đường này, bạn hãy chấp nhận sinh mệnh của mình sẽ chỉ còn như rơm, như dạ, những thứ vô giá trị. Những cuốn hộ chiếu Việt Nam bị vứt bỏ hoặc đốt đi ngay khi đường dây đưa họ tới một nước châu Âu nào đó qua con đường du lịch, nhằm chối bỏ quốc tịch, chính thức bước vào giai đoạn sống không ai biết, chết không ai hay. Bức ảnh selfie của một người vài giờ trước khi qua đời cho thấy cô đầm đìa mồ hôi, nhiều nạn nhân khác đã cởi hết quần áo do quá nóng. Khi được chuyển lên tàu hàng ở cảng Seabrook, Bỉ để sang Anh, bên trong container không còn sóng điện thoại. Tuy nhiên, những bản ghi âm được tìm thấy trong 50 chiếc điện thoại mà cảnh sát thu được hé lộ nhiều lời từ biệt của họ với người thân. Chi tiết về chuyến đi thảm kịch của 39 người Việt Nam từ 15 đến 44 tuổi được công bố cùng những bằng chứng đối chiếu từ dữ liệu điện thoại di động, tin nhắn của các đồng phạm, hình ảnh từ camera an ninh và hình ảnh từ các camera nhận diện, biển số tự động. Theo đó, nhiều nạn nhân xuất phát từ Paris vào sáng ngày 22 tháng 10 năm 2019 và được chở bằng taxi đến một kho nông sản gần làng Pienne ở miền Bắc nước Pháp.
nơi chiếc xe đầu kéo của bị cáo Emon Harrison đến đón họ. Một nhân chứng kể rằng cô đã nhìn thấy một số người di cư chạy ra khỏi nhà kho và leo lên sau chiếc xe tải. Container người sau đó được Harrison chuyển xuống cảng Seabrook, Bỉ để chuyển thẳng phà sang cảng Phuket, Anh, nơi tài xế Robinson tiếp nhận vào khoảng 1 giờ sáng ngày 23 tháng 10. Vào thời điểm đó, 39 người đã ở bên trong container đóng kín suốt 12 tiếng. Công nhân làm nhiệm vụ dỡ container xuống khỏi phà nhận thấy có mùi khó chịu bốc ra từ bên trong. 6 phút sau khi lái xe container rời cảng Phuket, hạt Essex, Robinson nhận được tin nhắn từ kẻ cầm đầu Donald Hogue yêu cầu anh ta dừng xe lại và hãy khẩn trương cho họ không khí, nhưng đừng để họ ra ngoài, tin nhắn viết như vậy. Tin nhắn này hé lộ những kẻ chủ mưu biết rằng chúng đã chấp nhận rủi ro rất lớn khi nhồi nhét càng nhiều người càng tốt vào container. Chúng tất nhiên rất lo lắng, tuy nhiên đã quá muộn, công tố viên Emily Johnson đã nói. Đây là hình ảnh phiên tòa ở Hà Tĩnh vào hôm 14 tháng 9 xét xử 7 bị cáo liên quan đến vụ 39 người Việt tử vong trong một xe container ở Anh. Hình ảnh đen trắng từ camera an ninh được phát lại tòa cho thấy Robinson đã mở cửa container trên một con đường vắng, một làn hơi nước bốc ra từ phía sau xe. Anh ta lùi lại và đứng nhìn chằm chằm vào bên trong khoảng 90 giây. Robinson đã gọi cho những kẻ chủ mưu sau khi phát hiện các thi thể bên trong container, sau đó lái xe đi vòng quanh khu nhà trước khi quyết định dừng lại lần nữa và gọi xe cứu thương. Tôi là một tài xế xe tải, tôi vừa nhận một container từ cảng. Có những người di cư ở phía sau xe, tất cả họ đều nằm trên sàn. Anh ta đã báo với nhân viên tổng đài số 999. Và tôi nghe thấy tiếng ồn ở phía sau và mở cửa thì thấy một đống người đang nằm, có khoảng 25 người, họ không còn thở. Và nhân viên trực tổng đài đã yêu cầu Robinson mô tả chính xác tình trạng của các nạn nhân bên trong container, nhưng anh ta nói không dám quay lại chiếc xe. Tôi thực sự không muốn nhìn vào trong, Robinson đã nói như vậy. Hồi tháng 5, hơn 20 nghi phạm liên quan đến thảm kịch đã bị bắt ở Pháp, Bỉ và Đức. Một kẻ được cho là đóng vai trò then chốt trong đường dây biệt danh như Công Tước Hói, 29 tuổi, cũng bị bắt ở vùng Rhin thuộc Đức. 13 nghi phạm bị cảnh sát Pháp bắt và truy tố tội buôn người, trong khi 6 kẻ thuộc nhóm này, chủ yếu là người Việt và người Pháp, cũng đối mặt với tội ngộ sát. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tuyên phạt 7 người, gồm 6 nam, 1 nữ, từ 1 năm tù treo cho đến 7 năm 6 tháng tù giam, vì đã đưa Trà My, một trong những nạn nhân tử vong trong container tại Anh, cùng nhiều người lao động ra nước ngoài trái phép. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020 với bản tin Rùng rợn lời khai cuối cùng của 39 người trong xe container đông lạnh tại Anh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.